Sao mệt quá trời quá đất vậy? Mà gói cho tôi miếng nước đi. Uống đi ông. Đi mần công nhật như vậy, bữa đực bữa cái, coi bộ không có chắc. Tôi muốn mướn chục công đất để dễ bề mà làm ăn. Sao khó quá. Có gì mà khó lắm đâu. Mà ông than như mộng vậy. Khó chứ dễ cái giống gì. Ông nói trạng nghe cho vui thôi có đúng không? Nói thiệt chứ nói trạng làm gì. Chà, Lũ kìa, đẹp ha. Dạ chào cô. Cô Lũ, trời nắng chang chang như vậy, cô Lũ đi đâu vậy? Mời cô Lũ uống nước. Sẵn gặp cô ở đây, anh em của tôi muốn nhờ cô một chút chuyện. Ông bạn tôi đây, ông đang kiếm người cho mướn chục công đất. Cô Lũ nói giúp một tiếng với Hương Hào Khoa được không? Được đất rồi, bạn của tôi không có quên hậu tạ cô Lũ đâu. Ủa, tôi đâu có quen với Hương Hào Khoa đâu mà nhờ cái giống gì. Cổ có quen mà. Vậy nhà cô Lũ được cho mướn 30 công đất, không lẽ từ trên trời rơi xuống? Nè, tôi thấy vợ của ông coi còn trẻ hơn cô Lũ nữa. Nếu mà ông chịu cho vợ đi gặp Hương Hào Khoa thì mướn chục công nhập nhò gì, dám 50 công còn có nữa đó. Đúng rồi đó. Nè, té ra mấy ông mời tôi uống nước là để móc mỉa tôi đúng không? Ông dám đặt điều nói sằng nói bậy về Hương chức trong làng. Được rồi, chuyện này mà tới tay hội đồng Hương chức á thì mấy ông hả không còn cục đất mà chọi chim. Thôi chết rồi mấy ông ơi. Vậy giờ mình tính làm sao đây? Làm sao giờ? Làm sao bây giờ? Rủ có bề gì á thì Hương Hào Khoa ỷ thế là cháu của ông Hương cả. Nhưng mà hội đồng Hương chức á, đâu phải ai cũng cùng một ruột. Còn ông Hương sư nữa chứ. Nhưng mà chồng của cô Lựu gọi ông Hương sư bằng dưỡng phụ. Dễ giàu gì mà ông Hương sư không nể tình con cháu. Đã nói với anh rồi, đừng có hẹn gặp nhau giữa thanh thiên bạch nhật như vậy, đỡ đau tim hơn. Em cứ làm bộ làm tịch hoài. Nãy giờ ai khoái chí mà cười khúc khích vậy ta? Tại anh làm người ta nhột nên người ta phải mắc cười chứ sao. Sao, có chuyện gì anh nói đi. À,
Vợ anh nó mắc công chuyện, phải đi lên Sài Gòn mấy hôm. Vậy sao? Mà vợ anh đi thì cứ đi, có dính dấp gì tới em đâu mà kể với em. Thì cũng giống như ông Đạt đi Mỹ Tho, thì em cũng kể cho anh hay đó. Tự nhiên cái hai người cùng chán mặt. Cái này là tại ông trời ông sắp đặt để cho hai tụi mình tha hồ gần gũi nhau. Già nhân ngãi, non vợ chồng là do anh với em, chứ ông trời nào ở đây? Anh mà nói bậy hả? Ông trời ông dặn cổ anh bây giờ đó. Dặn cổ ngay bây giờ hả? Được thôi, để anh. Để lúc khác đi anh, giữa ban ngày ban mặt như vậy dị lắm đa. Em làm cái giống gì mà phải sợ chứ? Ở cái xóm này ai mà dám đụng tới cái gia thế của anh. Anh nè, anh á, đừng cứ ý y, kẻo không kịp hối đó đa. Anh mà không bịt miệng đám tá điền đó, để bọn họ đùng rưm khắp xóm. Chồng em mà nghe được á hả, thì em có nước mà chui đầu xuống đất luôn á. Tưởng ai, chứ cha Đạt xưa nay có bao giờ anh thấy em chịu phép anh trả đâu. Em định diễn trò rung cây nhắc khỉ anh phải không? Đành rằng á, là ông Đạt không đáng sợ cho hung, nhưng dưỡng phụ của ông Đạt á là Hương Sư Giám. Rủi mà mọi chuyện tới tay ông Hương Sư á thì sao? Ngay đến ông Hương cả còn phải nể ổng nữa mà. Huống hồ. Được rồi, anh sẽ sai lính gông cổ mấy thằng tá điền nó bậy nó bạ, cho nó xanh mặt, đố dám hoái. Qua đây. Ai chà, cũng bộn dữ à. Cá xong đủ thứ hết à, mình đem xuống xóm chài tại giàm bán cho bạn hàng kiếm tiền mới được. Dạ cảm ơn cô. À, ai vậy cơ? Hình như không phải người ở đây xưa nay. Anh ơi, anh có nhiều cá không vậy? Mà anh tính bán bao nhiêu? Nói nào ngay, tôi không có ngồi chợ mà bán nên không biết giá chợ. Cô liệu dùm mua cho đúng giá chợ là được thôi. Anh tử tế lắm đó. Nếu cô tính đúng giá cho con khó nhọc của tôi thì mỗi bữa đầu hôm tôi sẽ chở tôm cá về đây cho cô bán. Ủa mà anh ở đâu? Sao thỏ nay đâu thấy anh đem tôm cá ra đây bán đâu? Tôi ở trong miệt Trấn Định á. Lúc này đánh rang công việc cuộn giường, tôi đi chèo ghe để kiếm thêm ít tôm cá kiếm sống. Vậy anh ra ngoài này rồi anh ở nhà ai? Anh ở luôn trên ghe đó hả? Thôi, mới làm quen buổi đầu, tôi giao hết cho cô. Cô đem ra chợ thị xã mà bán, bán coi được bao nhiêu tiền
rồi mình sẽ ăn chia với nhau. Anh chịu vậy sao? Được rồi, nếu như anh muốn vậy thì tốt lắm. Em biết công lao của anh cực khổ, em không nỡ ăn gian anh đâu. Cảm ơn cô. Nhưng mà em đi bán rồi, anh đậu ghé đây chờ em hay sao? Tôi nấu cơm ăn ở trên ghe, rồi tôi chờ cô quay lại. Cái ghe này nhỏ quá, có bộ bất tiện à. Hay là anh lên nhà em ở đằng kia mà nghỉ. Ở nhà có bếp kín đáo, có củi sẵn, nấu cơm cũng dễ hơn nữa. Nếu cô cho phép tôi tá túc thì tôi cảm ơn cô. Nhưng tôi ái ngại, sợ làm phiền cô lắm. Phiền cái gì mà phiền, tánh em có sao nói vậy à. Ruột để ngoài da, chứ không thích ăn nói khách sáo đâu. Thôi, anh đi theo em lên đây, đặng em mở cửa nhà cho anh. Anh uống nước. Bếp ở đằng sau nhà. Bây giờ em đem rổ tôm cá này ra chợ bán. Anh giữ lại một ít tôm cá để nấu ăn nghe. Anh muốn phơi lưới thì phơi đằng trước nhà. Cô qua qua đưa nam nhân vô nhà ở mà không sợ thiên hạ dị nghị hay sao? Ban ngày thì không nói làm gì, nhưng tới ban đêm thì ngủ làm sao? Ai nói với anh là em ở nhà này một mình? Em còn một cô bạn nữa ở chung, cô bạn Hàng. Nhà còn rộng, anh ở tạm ít bữa chắc cũng không có gì đáng ngại đâu. Vậy sao? Tại hồi nãy qua nói, anh tưởng là chỉ có mình qua thôi. Ai về. Thôi, em đem rổ cá này ra chợ bán nha. Anh lính ơi. Cái gì? Mấy anh bắt tụi tôi tới đây để cho hương chức làm việc, mà sao tới giờ thấy im re vậy? Không có ai hết trơn. Quan tới giờ nào là quyền của quan. Ông là dân, ông phải đợi, hiểu chưa? Đợi, đợi tới bao giờ vậy anh? Ông hỏi tôi biết hỏi ai. Hay là anh cho tụi tôi ra ngoài đi, chứ ngồi riết như vậy á tê chân hết trơn. Khi nào mà hương chức gần tới á thì anh kêu tụi tôi trở vô. À, cái ông này rắn mắt lắm đó, dám giỡn mặt với nhà Việt đó hả? Dạ chào ông. Thằng nào trong hai đứa bay á, hôm rồi nói là muốn mướn ruộng á, thì phải đưa vợ đi gặp Hương Hào Khoa. Rồi òn ỉ mơn trớn á, là xong hết. Đứa nào? Câu đó không phải của tôi. À, té ra là mày. Mày dựa vô đâu mà mày ăn nói như vậy hả mày? Tôi nói là òn ỉ với quan trên, chứ không có nói là mơn trớn. Không mơn trớn thì thôi, có gì đâu tôi mới cười. Mày có biết cái tội ăn nói dựng đứng
bịa chuyện thì sẽ bị cấm túc trong nhà giam 1 tháng, biết không? Tôi bị chuyện hồi nào? Thị lụ được quan cho mướn 30 công, ai mà không biết chứ. À, mày, có phải mày là đứa mướn 10 công đúng không? Đúng không? Dạ, dạ phải. Giữa mày với vợ mày, ai ăn nói dễ nghe hơn? Thì vợ tôi. Ủa, mà quan hỏi tôi làm chi? Thì người nào ăn nói dễ nghe thì dễ được cho mướn. Tao cho cô lũ, rồi tao cho một số người mướn ruộng nữa. Là bởi vì họ biết ăn nói để người ta tin. Chứ ăn nói ba trợn như bay, ai mà cho mướn? Vậy mà bay dám nói sằng nói bậy, tao sẽ trị tụi bay cho chừa cái tội bép xép. Tụi bay. Dạ. Canh chừng hai đứa này cẩn thận cho tao, nghe chưa? Dạ. Dạ. Đóng cửa. Tôi đã nói rồi mà không nghe. Anh mệt quá nên ngủ hồi nào cũng không hay nữa. À, em bán cá hết thảy được 3 cắt hơn, em lấy phần dư mua đồ ăn, còn lại 3 cắt nguyên nè. Anh muốn chia sao thì tự lấy chia. Chia hai, qua thấy vừa ý không? Chia vậy thì hẹp cho anh quá. Nếu anh chia cho em 1 cắt, còn anh giữ lại 2 cắt, như vậy cũng lợi cho em lắm rồi. Ủa, Hoa nói là có cô bạn hàng nữa, cô không về cùng với Hoa sao? À, bữa nay cô bạn của em mắc công chuyện ở trên Mỹ Tho á, cho nên hôm nay cô không có về đây. Chắc ngày mai hoặc mốt thì cô mới ghé lại. Mà quê của Hoa ở đâu mà lại cư trú cùng với bạn hàng? Anh hỏi quê em chi vậy? À, anh xin lỗi. Cho anh hỏi quấy quá một chút. Tại sao Hoa không sống chung với gia đình cho thuận tiện hơn? Gia đình? Em chỉ có một người anh là cai đội tòng, cầm đầu một tớp lính Mã Tà ở bên tòa tỉnh á. Té ra Hoa có người anh làm tới cai đội lận. Anh ruột hay là anh bà con của Hoa? Anh con chú con bác. Anh thấy phận em côi cút, không cha không mẹ, nên anh thương em như em ruột. Em muốn gì cũng được hết á. Anh bà con mà như vậy, Hoa thiệt là tốt phước đó nha. À, hồi trước anh cũng ở nhà này nè. Anh theo ghe bạn chài lưới, rồi sai em lạnh cá đem bán. Còn dư chút đỉnh á thì đem về nấu ăn. Anh ưa nhất là món cá chẽm. Tới chừng Tây tới, họ thấy anh mạnh mẽ giỏi giang, nên họ cho anh làm cai đội. Đúng là người tính không bằng trời tính. Tự dưng bịch sáp vô, trúng ngay chỗ mà dưỡng phụ cần. Trước sau gì mình cũng dò la được nhiều tin tức. Người môi giới đó chắc là cái giống yêu nữ rồi đa. Nó trù quến anh, cho nên anh có nhiều tiền anh đưa cho nó hết phải không? Còn yêu nữ đó tên là gì hả? Không có yêu nữ yêu nam gì ở đây hết trơn á.
Tôi nói nãy giờ như vậy đó, em muốn tin hay không thì tùy em thôi. Ta nói cái giống đàn ông nó bội bạc mà, hễ có tiền là đem cho gái liền hả? Bỏ vợ con thu thủi nhà mình vậy đó. Thôi bây giờ em nín thinh một ngày cho nó yên ổn ra được có được không? 10 đồng chứ gì? Được rồi, tôi sẽ đi làm cầm lưng lên để kiếm 10 đồng về trả cho em. Đừng có cằn nhằn nữa, nó nhức cái xương quá à. Chỉ còn mỗi cách đi theo mưu kế của bọn du thủ du thật, mai ra mới có được 10 đồng làm vốn trở lại. Dạ con mời má uống nước. Sáng mai vợ chồng con xin phép trở lên Sài Gòn. Con còn những việc phải sắp xếp ở trển. Tụi con về đây thăm má 1 giờ 1 khắc cũng là tốt lắm rồi. Chớ má đâu có nài ép tụi con. Cẩm Vân à, con lo cho thằng bé được khỏe mạnh, đặng có dịp á đưa nó về chơi với bà nội. Dạ. À, con tính sắp tới công ăn việc làm của con ra làm sao? Con sẽ đi làm giáo học. Chứ con không xin một chân làm hội đồng sao? Tiền bạc nhà mình á, tuy không dư giả cho hung, nhưng cũng đủ để giúp cho con thăng tiến trên con đường quảng lộ. Con e rằng con không hợp với lề lối chính sự sớm nắng chiều mưa của xứ An Nam này. À, má thấy chồng của con Tố Nga đó, nó làm thông ngôn cũng rõ ràng lắm đa. Dạ thưa má, nghề thông ngôn làm lâu năm có thể được bổ làm quan chủ quận, quan đốc. À, má hiểu rồi. Chồng của con á, vậy là nó cũng không ưng làm thông ngôn, bởi vì nó không ưng làm quan. Nói nào ngay, làm quan thì cũng có 5-7 đường làm quan, có xấu mà cũng có tốt. Làm nghề thầy giáo Tây học, lương tháng cũng khấm khá còn hơn là lương thông ngôn. Lương thông ngôn được 7-8 phần thì lương thầy giáo cũng được 10 phần. Vậy sao? Con làm nghề thầy giáo được vậy á là má mừng. Thôi, dừng dừng. Tới rồi, tới rồi. Thằng nhỏ ở trong hẻm đó đó. Vô trong đó màu xa. Gần cuối con hẻm, nhìn bên phải có căn nhà màu xanh. Chỉ duy nhất căn nhà đó màu xanh thôi. Ông chủ để hai tụi tôi ở đây đi. Ông chủ vô trỏng mình ơn thôi. Sao hai anh không đi cùng luôn? Tôi sợ vô trỏng đụng độ với tên bắt cóc. Hắn mà biết mặt hai tụi tôi rồi, sống không thọ với hắn đâu. Hắn hung hăng khét tiếng á. Mặt ông anh như vậy mà sợ ai? Nếu mà chỉ có hai anh em tôi đi vô trỏng, làm sao mà dám giành lại đứa nhỏ trong tay của hung thủ chứ? Thằng nhỏ ưa chơi ở trước nhà, cô đi qua đó sẵn nhìn mặt nó, biết chỗ ở nó rồi á. Sau đó cô đi báo phố lích tới mà bắt nó về. Ông chủ, cho tôi xin tiền đi. Sau buổi này hai anh ghé lại nhà của anh tôi, tiền bạc sẽ trao đủ. Tụi tôi á nhận lời đi tìm tung tích thằng nhỏ, tốn biết bao nhiêu công sức mới biết được chỗ nó ở.
Cô vào trong hẻm á, giáp mặt với thằng nhỏ mà bị thất lạc hẫm rài á. Cô đạt được mục đích rồi á, sau đó cô giả lơ, không trả công xá cho tụi tôi làm sao? Chúng tôi là người có danh phận, nói một lời là giữ một lời. Tưởng gì thiếu gì bậc quan quyền hứa cho đã, rồi lờ tịch với bọn dân đen thấp cổ bé họng như tụi tôi đây. Quan quyền với anh em tôi mắc mớ gì tới nhau mà anh móc mỉa? Đào, lấy bạc trả cho người ta đi. Nè, tôi đưa trước 30, còn 20 hai anh ghé nhà thì sẽ nhận đủ. Tiền của hai anh thì vẫn còn đó, không có mất đi đâu mà sợ. Mình đi. Đâu có thấy căn nhà sơn màu xanh nào đâu. Nè, trả công mày dẫn tới nhà ông chủ đó. Mày cả đồ tao mày ăn luôn đi. Đi cả ngày trời, cuối cùng không được gì hết. Không ngờ mình lại bị lừa trắng trợn như vậy. Em đã về chừng, anh phải cẩn thận, mà anh đâu có chịu nghe. Anh còn cự nữ em á, sao không đưa đứt 50 đồng cho họ? Còn nói em ke re cắt rắc. Ừ, mà nhờ ke re cắt rắc vậy á mà đỡ được 20 đồng, không có lọt vô tay của bọn chúng. Mình phải nhờ Phú Lít tóm cổ hết bọn chúng mới được. Thôi, bọn chúng lẩn trốn như chạch, biết đàn nào đâu mà kiếm. Mà cho dù bây giờ mình có tìm được đi nữa thì mình cũng đâu có lấy gì làm bằng để buộc họ trả tiền lại cho mình. Thôi, lỡ vậy thì mình phải chịu vậy. Nói vậy á mà không chắc vậy đa. Anh đã lỡ dại, hoàng vô người mấy thứ tình yêu rắc rối. Vậy mà anh đâu có chịu mình dại. Anh còn đòi người ta phải khôn ngoan, nghĩ đường thoát khỏi duyên phận bẻ bàng. Em này, đang nói chuyện này tự nhiên lại móc chuyện kia. Dạ, thưa ông chủ, còn có chuyện này nữa. Chuyện gì? Hồi sáng này có Phú Lít mang súng tới nhà, biểu tôi là phải trao cái này tận tay cho ông chủ. Trác Hầu Tòa, vô quan biện Lý Tống Đạt. Dạ chào cô, để tôi xách cho cô. Dạ. Dạ, dạo này thấy cô ba coi bộ thông thả lắm đó. Hình như chị hai đã dò hỏi được tông tích của bé Chánh Hội. Sao em thấy thần sắc của chị vững vàng lắm đa? Chưa biết,
là bé Hội đang bị giấu ở đâu hết. Nhưng thủ phạm thì đã dò ra được rồi. Ai vậy? Mình đắn đo có nên cho Tố Nga biết sự thật hay không. Nhưng nói quanh nói co cách mấy đi nữa thì cũng không bằng nói thiệt. Thủ phạm bắt cóc bé Chánh Hội có ai về là anh Trọng Quý. Chị, chị vừa nói gì? Là anh Trọng Quý. Vô lý, vô lý lắm đa. Thầy Thông Ngôn. Ủa, anh hai, xe hơi anh hai đâu mà đi bộ tới đây vậy? Tôi có đi xe hơi tới gặp quan Biện Lý. À, rồi quay về đây đón Cẩm Vân. Sáng nay tới chơi với Tố Nga. Xe vừa tới đầu đường thì bị ban. Tôi đang cho sửa ở gara. Dạ. Ủa, còn xe của thầy đâu? Cũng vậy đó, đồng bệnh tương lân. À, anh hai nói tới gặp quan Biện Lý. Vậy có thu thập được thông tin gì khả quan không? Quan Biện cho tôi hay, quan nói là đã gặp được Trọng Quý và đang cho nhân viên chất vấn lấy lời khai. Nhưng tôi thấy có bộ quan Biện Lý hưởng đãi lắm đa. Ổng thủng thẳng, không có gì là gấp gáp hết. Lạ thiệt, quan Biện để cho tên Trọng Quý thông dong như vậy, không sợ hắn tìm sơ hở rồi trốn sang Nam Giang hoặc xuống tận miệt thất sơn. Lúc đó mà có sai lính Mã Tà hoặc là Phú Lít đi kiếm cũng vô phương. Hay là quan Biện đang lập trước gì ở trong đầu mà trí tôi chưa có hiểu. Thầy là người quen việc ở tòa, thầy thấy việc này như thế nào? Anh hai gửi tường trình về việc Trọng Quý tàn trữ đồ của thằng nhỏ lâu chưa? Ủa, tôi tưởng là khai miệng với quan Biện là đủ rồi, nên tôi đâu có viết tờ trình. Anh hai nên viết tờ trình mới phải. Nhà đương cuộc bây giờ họ giải quyết mọi chuyện đều dựa trên giấy tờ. Ừ, được rồi, tôi sẽ viết gửi tờ trình ngay. Thiệt sự tôi cũng lo lo. Rủi Trọng Quý dẫn Phú Lít đi gặp tên trộm, nó khai ra chính tôi là thằng giao thằng nhỏ cho nó. Tôi cũng không biết giấu mặt vô đâu để khỏi nhục nhã. Nếu biết trước mọi chuyện rắc rối như vậy, tôi giữ thằng nhỏ ở nhà còn hay hơn. Thiệt sự tôi hiểu được nỗi lo lắng của anh hai. Nhưng mà anh hai cũng đừng quá lo, bởi dễ gì mà họ tìm ra được tên trộm. Dễ chứ khó gì. Trọng Quý bỏ tiền chuộc thằng nhỏ ắt là phải thương thảo với tên trộm ở tại nhà của nó. Tên trộm đã nhận tiền rồi, chắc chắn là phải bỏ đi nơi khác. Ngu gì ở lì lại đó, nếu lỡ bị bắt thì mọi chuyện dở lỡ. Với lại Phú Lít
nó không biết mặt mũi tên trộm ra làm sao, cũng không có một tấm hình nào, thì có khác gì là một kim đáy biển, đúng không? Thầy Thông Ngôn có vẻ rành rẽ lắm, làm như thầy là người trong cuộc không bằng. Là người trong cuộc? Anh hai nói vậy là có ý gì? Ủa, chính thầy đã gợi ý cho tôi là đừng có để thằng nhỏ trong nhà. Thì tôi chỉ gấp tiếng vậy thôi, chứ tôi nào biết mặt mũi tên trộm mà nhận nuôi thằng nhỏ từ tay anh hai đâu. Thôi, tôi vô trong đón cẩm dân. Nếu như có bất trắc gì, thầy nhớ bắn tin cho tôi liền, để có gì tôi lo liệu. Dạ, anh hãy yên tâm. Dạ, chào Quang Biển. Hả? Thầy Thông Ngôn Xuân bước vô mà không chịu gõ cửa, làm tôi tưởng người lạ đột nhập đó chứ. Xin Quang Biển đừng rầy tôi vô phép, bởi vì có một chuyện tôi muốn đến nói cho Quang nghe, gấp gáp lắm. Mỗi khi mà thầy cần gặp tôi, có lúc nào mà thầy nói không gấp gáp đâu. Gấp gáp thiệt sự thì nói, bằng không tôi còn nhiều việc để làm lắm. Thầy cử chánh tâm đã gửi đơn tố cáo Trọng Quý lên tòa. Thầy cử đã trình báo với tôi rồi, không lẽ thầy không tin tôi sao? Mà nói nào ngay, thầy cử lên trình thì cũng hợp lẽ, nhưng làm như vậy dư hơi mà thôi, có lợi lộc gì thêm đâu. Không lợi cho chánh tâm, nhưng ít nhiều gây bất lợi cho Quan Biện Lý. Bất lợi? Thầy nói cho tôi nghe thử. Quan chánh tòa mà nhận được tờ trình tố cáo, ắt ngài sẽ rầy rà Quan Biện tại sao lại lơi lỏng, không giam giữ nghi phạm. Lơi lỏng cái gì hả? Thẩm vấn một con người đặng kết tội họ, nếu nôn nóng lỡ xảy ra quan sai thì... Thầy mất công chạy tới đây báo tin, ắt thầy phải có dụng ý. Thầy khuyên tôi nên làm thế nào?
Tôi chỉ là một thông ngôn hụ hợ của tòa, đâu dám có lời khuyên dành cho quan biển. Vậy thì tôi cảm ơn thầy thông ngôn. Xin phép tôi về. Bữa nay quan biện lý bày đặt mở miệng nói quan sai, nghe nghịch lộ nhĩ quá. Ông đừng có giở trò đóng tuồng với tôi, không xong nữa. Hồi nãy sau khi gửi tờ trình tại tòa, anh lái xe tới dinh chủ quận, biểu em ở ngoài ngồi chờ. Có chuyện gì vậy anh? Chủ quận giao cho anh hồ sơ học vụ ở trong quận để về nhà tìm hiểu trước khi chính thức nhận nhiệm sở. Anh nhất quyết là chọn nghề giáo hả? Phải. Dân trí mình còn thấp thì khó mà nói tới ý thức về dân quyền. Để em vô nói với chị bếp làm sẵn cơm nước cho anh. Người cần ăn nhất chính là em. Em phải ăn nhiều thịt cá vào cho bổ dưỡng, cho sức khỏe hao hụt trong thời gian qua. Em có suy nhược, nhưng mà đâu phải là do thiếu ăn thịt cá đâu. Nói nào ngay là do em mang tâm bệnh một chút đỉnh. Em chưa có dứt hoàn toàn khỏi sự ám ảnh. Ở đó mà nói tới tâm bệnh chút đỉnh. Đúng. Em bị ám ảnh cũng phải thôi. Có ngờ đâu, làm ơn lại mắc quáng chứ. Em làm ơn chuyện gì? Em nói lung tung, anh để ý làm gì? Thôi em vô bếp cái đã. Cẩm Vân, em có sao không? Em bị đau ở ngực một chút hả? Không sao đâu. Rồi đây mày phải thân sơ thất sở, tan nhà mới xứng với tội của mày. Mày không thoát khỏi bàn tay của mày. Bóng ngã chiều hôm, cô đơn vuốt ve lưng đời, tàn đêm tống lệch đường môi. À, sốc phần. Dạ. Chạy qua nhà thông ngôn báo cho Tố Nga biết là bà nhà tôi hiện đang nằm ở nhà. Hiểu hắn từng giọt đau, hồn đang rêu nắm xanh xao. Dài gánh đầy vạn nan, quăng lưng giữa cõi vô thường. Người chị ơi hai, bên đời chị thấy trong người của chị sao rồi? Dứt vô ân cũng tàn tận. Ôi giấc mộng mình mong tốt dài dữ lắm, duyên kiếp cũng bỏ lỡ đôi. Tôi mới vừa gặp Cẩm Quý, một hắn thừa nhận đã có gian díu với Cẩm Vân. Đành không ngờ Cẩm Quý liều lĩnh tính miếng ngọt đến cả cùng. Kiếp dài bạc thầy thông ngôn nói Cẩm Quý miếng ngọt đến cả cùng, nghĩa là ngoài tình cảm với Cẩm Vân hắn còn gian díu với ai nữa hả?